hang để quay cái này dâu à hả cái này dâu ừ ai mà cả nhà đi Úc nha ở tại đường Tô Hiến Thành quận 10 rồi đâu bây giờ em cầm lên nó coi ngon nặng dữ dâu đó là gì dâu 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 hả ê coi cái này sao mình úp xuống mà nó không có đổ hết được nguyên cái chai hay hả đem không em quay cái mặt kia qua luôn thôi coi đi các bạn đi các bạn hả rồi đâu giờ em cầm cái này lên nữa cái này là cái này là đào đào đúng rồi bia đào đó của mình hồi nãy á rồi đâu bây giờ em quậy lên em muốn thử coi sao khoan đây gần lại 1 2 3 chị không muốn nó nhàn cái đó nè em cầm đi uống ngon không hơi bị ngon luôn đó nguyễn đi làm ha đi tại lại nữa hello xin chào mọi người à, hôm nay em sẽ review cho mọi người một cái quán vỉa hè rất là hút giới trẻ của Sài Gòn nha, đó là Chill Out. Đây là quán Chill Out nằm ở đường Tô Hiến Thành quận 10 và quán này mật độ khách đến rất là đông. Bây giờ chỉ mới có 8:30 thôi, nhưng mà 8:30 mình tới là không còn chỗ để mà mình vào ngồi nữa, cho nên là mình đang đi kiếm chỗ để ngồi nè. Thì mình thấy ở đây là có cái quán cá viên chiên đối diện. Đây có cái quán cá viên chiên đối diện. Thì mình vào trong quán cá viên chiên này mình ăn và mình sẽ kêu bia úp qua bên quán này ngồi, tại vì bên đó là không thể nào mà mình ngồi được. Thì ở đây là cũng có ba bạn trẻ này cũng giống mình nè. À, ba bạn trẻ này giống mình luôn là cũng ngồi ở đây ăn cá viên chiên rồi kêu bia úp qua để hưởng thụ. Còn ba bạn này ở đây là bây giờ là không có chỗ, không có ghế để ngồi luôn nè, bây giờ là phải đang ngồi chờ. Hồi nãy là mình ngồi chờ cũng cả nửa tiếng đồng hồ luôn các bạn, mà không có không còn chỗ nữa, tại vì khách hầu như ngồi ở đây rất là đông và ngồi ở đây rất là lâu nữa, lâu lắm luôn, cho nên là không có chỗ để mà mình ngồi. Mà bên kia nè, đây các bạn thấy đi, ở bên đây nè là cũng có mấy bạn đang đứng đợi nữa, cũng có mấy bạn đang đứng đợi nữa rồi, đông lắm. À, mọi người thấy không, khách bên đây rất là đông và bàn ghế thì mình thấy cũng rất là đơn sơ thôi, nhưng mà mình nghe nói là nước uống ở đây cũng rất là ngon, thì mình cũng mới có order rồi nhưng mà không biết là như thế nào. Bây giờ mình sẽ qua bên đó để quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ là mình đã qua được tới bên đây đường, là mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Ở đây là có một vài bạn là đã đặt chỗ trước rồi vào mua về nữa. Hai bạn này thì mua về. Đây là cái quầy pha chế. Nãy ở trong cái menu á thì ở đây là có bia úp ngược. Ừ.
Mọi người ở đây hầu như đến đây rất là vui, mình quay không? Mọi người cũng quá. Lấy cho đủ nha, lấy cho đủ. Dạ đủ, đủ. Dạ không, em quay. Em quay là đủ, đủ mặt mọi người hết. Đó mọi người thấy không? Quán ở đây đang rất là đông. Và khách đến ở đây thì hầu như cũng có đủ mọi độ tuổi hết. Trung niên có, trẻ có. Bởi vì cái không khí quán ở đây cũng rất là thoáng. Mọi người ngồi ở đây thì có thể là tâm sự hàn huyên gì đó. Nếu mà đi uống cà phê ngoài thì mình thấy là cũng hơi chán, cho nên là mọi người sẽ đổi qua một cái chiêu thức là đi uống bia. Đây, đây là hai bạn pha chế. Đây bây giờ là mình sẽ quay cái xem bạn này pha chế cho mọi người. Đây là cái menu này nha các bạn. Dầu nào đi. Đó là bia hả? Lấy cái bia đi. Ở bia đây là có gì em? Dạ, bia có bốn hộp. Đúng rồi. Bia có bốn hộp. Đào, vải. Mà ở đây tỉnh nhất là mùi gì em hả? Đào, vải, chuẩn bị. Em muốn mua gì? Em muốn dâu. Dâu à? Dâu ở đây đúng không? Đúng rồi, chuẩn bị dâu. Ôi vậy lấy nha. Rồi vậy em làm cho chị một cái đào ha. Cái đào. Ở đây cũng có món ăn vặt nữa nè. Có mày sợ bên em có hả em? Bên nói gì chung giống vậy đâu. Đậu phộng tỏi. Thôi vậy em làm cho chị cái bếp thôi ha. Đúng rồi em. Đây chị gửi lại em. Hai chị đợi em xíu. Cảm ơn em. Đây đó các bạn, bây giờ là mình mới vừa order xong thì ấy mình mới vừa order xong thì bây giờ mình đang đợi đi qua nè, để tí xíu đi qua rồi mình sẽ quay cho các bạn xem như thế nào. Đây bây giờ ở bên đó đông lắm thì hiện tại là mình thấy cũng có mấy bạn ở đây đang chờ nè, đang chờ đợi khi mà hết khách là được vô, nhưng mà
ở đây khách đông lắm các bạn ơi, đông lắm, mình không thể nào mà mình chờ được đâu. Này cũng ba bạn này là cũng giống như mình nè, đang ngồi chờ ở đây luôn, đang ngồi gọi là cũng uống bia úp mà ngồi ở bên cái quán của cái viên chiên, thì bên đây mới có các bạn để mình mà mình ngồi được, còn bên kia thì đông lắm. Rồi bây giờ là thức uống của mình đã có rồi nè mọi người ơi. Em để quay cái này dâu à? Hả? Cái này dâu. Ừ. Hai. Mời cả nhà cùng đi úp nha, ở tại đường Tô Hiến Thành quận 10. Rồi lâu bây giờ em cầm lên đó coi. Wow, nặng dữ. Dâu. Đó là gì? Dâu hả? Ê coi cái này sao mình úp xuống mà nó không có đổ hết được nguyên cái chai hay hả? Đem không? Em quay cái mặt kia qua luôn đó coi. Đi các bạn. Đi các bạn hả? Rồi đâu giờ em cầm cái này lên nữa. Cái này là đó là, là đào. Đào đúng rồi. Bia đào đó của mình hồi nãy á. Rồi. Đâu bây giờ em quậy lên em muốn thử coi sao. Đi chụp hình mà. Ừ chụp hình đi. Đây các bạn ơi, mình có kêu một cái dĩa cá viên chiên của ông quán nè. Thì cái quán đối diện chỗ bia úp này, mình thấy cá viên chiên cũng hấp dẫn lắm, cho nên là mình kêu qua một dĩa để mình nhâm nhi luôn với bia úp. Chụp hết chụp hả? Mình thấy đây là một cái điểm, thêm một điểm ăn uống sống ảo cho giới trẻ Sài Gòn nữa nè các bạn. Đây hiền, em cầm lên, em cầm cái ly lên đi, đây tôi chụp cho sống ảo ảo một chút. Một hai, nó gần lại. Một hai ba. Chị không muốn nó chèn ra đó nè, em cầm đi uống ngon không? Hơi bị ngon luôn đó. Nguyên đi làm ha, đi Đà Lạt nữa nè, em cầm đi thôi. Ủa em là người Hà Nội à? Nè tiền nè. Đôi chị muốn 80. Đây mình thấy giá cả ở đây cũng rẻ lắm mọi người. Một ly chỉ có 40 nghìn thôi. Và hai ly của mình là 80 nghìn. Đây cho chị gửi. Hay quá ha. Vậy là khi nào mà mình uống thì bia mới chảy xuống nữa hả? Đây là một loại bia úp nha mọi người. Nhưng mà cái dâu này dễ uống ngon á. Vậy hả? Giống như cốc tay. Nói chung là theo như mình thấy á, ở đây ngoài cái đông vui thì quán này có cái sự thoáng mát. Tại vì quán này là nằm ở ngoài vỉa hè cho nên là rất thoáng mát. Nhưng mà cái nhược điểm là không gian quán thì rất là nhỏ. Không gian quán ở đây thì giờ rất là nhỏ và không có chỗ để xe nữa. Mà mình biết cái quán này thì cái thời gian mà mở quán ra là từ 8 giờ tối cho tới 1 giờ sáng. Đó, 8 giờ tối cho tới 1 giờ sáng, nhưng mà hồi nãy là 8 giờ rưỡi mình tới thì
không có, khi mà hồi nãy là 8:30 mình tới thì không có, không còn chỗ để ngồi nữa, cho nên là mình mới qua bên cái quán cá viên chiên nhưng mà mình ngồi. Đây, đây là cái con đường Tuyến Thành. Rồi bây giờ em xin dừng cái clip của em ở tại đây. Mong rằng là đây sẽ là một cái địa điểm mới nữa để cho mọi người đến đây để mà thư giãn sau những cái giờ phút làm việc căng thẳng nha. Nếu như mà mọi người có những cái lời nhận xét gì đó thì hãy nhận xét ở dưới cái clip này, và đừng quên cho cái kênh của mình được một like và một cái subscribe để cho cái kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nha. Xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ nha. Bye bye.